ở trong chùa sư ngủ nằm á thì nó còn hiện lên trong giấc mơ đó, những cái dục, những cái quá khứ quan hệ nam nữ rồi đó. Dạ. Đó thì mình mà ăn nhiều quá thì cái chất dinh dưỡng nó dư ra nó thì thừa, nó, dạ, nó sẽ bị xuất tinh, bị mộng tinh đó. Dạ. Đó là mình đâu có diệt dục được đâu. Dạ. Mình tu là phải diệt được cái dục đó đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Còn mà còn cái dục đó là còn phàm. Dạ. Đúng không? Cái đó khó lắm rồi. Còn phàm phu là còn dục. Dạ. Đó mình tu đó, muốn thành bậc thánh đó là phải diệt dục đó. Dạ. Khó quá sư thầy. Chứ ăn một ngày ba bữa rồi chất dinh dưỡng nó thừa chất cái lợi dưỡng cho cái thân này quá. Cho cái thân này nó sung sướng quá thì nó khởi dục lên. Dạ. Nó khởi dục lên thì mình ngủ, mình nằm mơ, mình không kiểm soát được thì nó mộng tinh, nó xuất tinh. Dạ. Rồi chưa kể mình không kiểm soát được là mình đi tìm người nữ, mình quan hệ. Dạ. Thì mình phạm vô cái giới là tà dâm. Dạ. Hiểu không? Dạ. Mình phạm vô giới tà dâm rồi mình lâu ngày mình che giấu, mình che đậy không được thì mình xả y, mình bỏ tu, mình đi về đời luôn. Dạ. Mình đi về đời, mình lấy vợ, sanh con luôn. Dạ. Thì những tất cả cái dục đó là ma vương đó. Dạ. Cái ma vương đó nó lôi kéo mình đó. Mình mà yếu mà mình mà định nếu là mình bị cái những cái dục đó nó lôi mình đi. Dạ, cám dỗ. À, dạ. Là cám dỗ mình đi, dạ, là mình không có tu được. Dạ, đúng rồi. Còn định mình mạnh đó là mình mới tu được. Đó là mình phải diệt cái dục đó đó. Dạ. Cái chỗ này ai mà tu tới đây sư nói là mới hiểu sâu được cái chỗ này. Dạ. Con thấy sư đặc biệt cái là ăn ai cho gì mình cũng dùng nấy, nó không có phân biệt là đồ chay hay đồ mặn, nó ăn cái gì cũng được miễn là mình đủ sức để có sức khỏe mà giữ giới nữa, có giữ giới là không phải cái phân biệt là ăn thịt hay ăn gì cả, không phân biệt cái đó. À, dạ thưa sư, thì cũng có một số cái ý kiến cho rằng là khi một người mà ăn chay trường đó sư ạ, thì họ sẽ sử dụng những cái bộ chén bát riêng, son nồi riêng để nấu chay. Thì cũng có nhiều người nói là lấy nước làm sạch, có nghĩa là đồ nấu, đồ chay, đồ mặn thì khi rửa xong là sạch á. Thì sư cũng có thể chia sẻ cho tụi con về vấn đề này ạ. Như sư hành đó là những cái đồ mà sư đi khất thực ai cho sư á là sư đổ vô bát đây, sư trộn lên sư ăn thôi. Dạ. Đó thì ăn thì chỉ biết nhai biết nhai, nuốt biết nuốt. Rồi thức ăn cứng biết cứng, mềm biết mềm. Dạ. Rồi chua biết chua, ngọt biết ngọt. Nói chung là biết. Nhưng mà không có chú ở trong cái biết đó. Dạ. Là cái tâm mình nó không có dính mắc vô cái chuyện thức ăn đó. Hiểu không? Dạ. Nó là ngon hay dở gì nó chỉ biết cái vị nó, rồi nó biết cứng biết mềm biết nhai biết nuốt rồi. Dạ. Chứ cái tâm mình không có chú vô đó, không có dính mắc vô cái việc ăn uống đó. Dạ. Nó thì giống như cái mà rửa chén rửa bát rồi gì cũng vậy, mấy cái đó nó không quan trọng thì mình đừng có chú tâm mình vô đó. Dạ. Chia sẻ của những điều rất là hay luôn, thực tế nhỉ. Đúng rồi, thực tế đặc biệt luôn cả nhà. Đó, mình sống là con đường giải thoát là không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời, yeah, là mới giải thoát được. Dạ. Yeah. Đó thì như sư hành sư sống đây là sư trên đời này sư đâu có nương tựa vào ai đâu. Đó rồi kể cả những cái gì mà trên thế gian này là sư không có chấp trước, không có chấp vô nó. Dạ. Yeah. Đó cái gì nó diễn ra biết cái đó vậy thôi. Yeah. Như mình đi vậy thì gia đình mình có biết mình đang đi về đâu không, mình đang đi tới đâu không? Không. Tại vì lúc sư còn ở chùa là sư có về thăm nhà là sư của nó có nói với người nhà là sau này cái hạnh của sư tu là như vậy nè. Dạ. Là sư cũng bỏ chùa sư đi nay đây mai đó vậy đó. Dạ. Có nghĩa là mình từ ngày đi đến giờ sư có liên lạc với gia đình không? Không, sư đó đâu có xài tiền xài điện thoại gì đâu. Không xài tiền, không xài điện thoại, cứ đi bộ đi ra Bắc vào Nam vậy. Đã có lẽ qua những video này nhiều khi người nhà của mình lại nhìn thấy sư trên video. Thì đó thì sư đi vậy đó thì có nhắn gửi gì không? Sư không, không. Gửi gì thì sư chia sẻ cái này là thì sư đi như vậy, sư sống như vậy á. Dạ. Thì khắp thế gian đều là nhà. Dạ. Đâu đâu cũng là thân bằng quyến thuộc của sư đó. Dạ. Giống như bữa nay quý vị bữa nay có bữa duyên đâu gặp đó. Sư nè. Đó, bữa nay quý vị có nhân duyên gặp được sư thì quý vị cũng là thân bằng quyến thuộc của sư. Dạ. Đi. Đúng không? Vô đây. Chứ không phải là nhất thiết là người thân người nhà của sư là trong kiếp này. Dạ. Chắc chắn là những cái clip này là nhiều khi là người nhà của mình là xem được cũng là sẽ rất là vui khi thấy sư chia sẻ những cái này.
vui hơn là thấy sư vui hơn, rất là vui luôn á, bảo đảm là rất vui và rất là mừng. Thấy cả nhà, buổi trưa nắng nha cả nhà, bây giờ là khoảng 12 giờ kém rồi, 12 giờ kém 10 rồi. Và sư đang ngồi dưới gốc cây đây, chỗ này nắng ghê luôn. Hay mình di chuyển cho khách. Sư thì sư quen rồi chứ, nếu mà quý vị cảm thấy nắng này quý vị tìm chỗ nào mát hơn đi rồi sư di chuyển qua đó. Dạ, rồi. Chứ sư thì sư thấy bình thường. Dạ. Mát mát rồi mình di chuyển. Quý vị thấy rồi, cho có chỗ nào mát quý vị ngồi được đó thì quý vị chuyển đi. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Sư nghỉ xíu nữa.